Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì đây là con xe cút. Và đây chính là con phà nha các bạn. Thì dòng xe hà hỉ nha. Mình sẽ dùng con xe cút này đẩy nó xuống nha các bạn. Dòng xe quay một vòng cho các bạn xem con phà nè. Đó. Con phà nha các bạn, phà của mình đó. Phà này cho con xe cút này đây nha. Rồi, giờ mình sẽ khởi động xe nha các bạn. Ok, giờ mình hạ thủy nha. Các bạn xem mình hạ thủy nè. Ok, hạ hỉ thành công nha. Rồi giờ sẽ bật cầu xuống mình đi nha các bạn. Ok. Để mình qua bên đây mình quay ha. Mình sẽ bật cầu lên nha. Ok, một tay ha. Mình sẽ lùi xe lên nha các bạn. Ok, vừa xong ha. Đó. Mình làm con phà này vừa đụng với miếng xích luôn nha các bạn. Đó, góc nhìn đây. Đây có cái máy này các bạn. Đây có hai cái tua hết đi cục dây nè bạn, ở ngoài sau cũng có ha. Nó nhìn dáng em nó này.
hông của chẹt nha các bạn. Đây là góc nhìn của các bạn ngồi lái nè. Đó, góc nhìn rất là ok luôn, cái góc nhìn. Trong hầm thì mình bỏ một cục gạch nha. Đó. Rồi, bye bye các bạn.